Minh Vy xin kính chào quý vị. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với bản tin FPNC ngày 16 tháng 12 năm 2015. Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, mặc dù thủ tục hải quan điện tử đã chính thức được áp dụng rộng rãi trên cả nước từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, tuy nhiên trong giao dịch, nhiều doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu phải nộp tờ khai có đóng dấu của hải quan. Đây là một trong các phản ánh của doanh nghiệp tại buổi đối thoại với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mới đây. Thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống VinaVisit chính thức được triển khai trên cả nước từ ngày 1 tháng 4 năm 2014. Đến nay, 100% các cơ quan hải quan tại Việt Nam đã áp dụng hải quan điện tử. Tuy nhiên, tham gia buổi đối thoại với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đại diện một công ty thương mại xuất nhập khẩu cho biết, doanh nghiệp này vẫn gặp vấn đề với ngân hàng xung quanh việc nộp tờ khai hải quan. Bây giờ là không áp dụng là không dùng tờ khai giấy, thì khi mà công ty tôi khai tờ khai luồng xanh á, thì tôi có in cái tờ khai với lại cái tờ khai mã vạch. Thì ra khi mà nhận hàng về xong rồi thì có lúc thì tôi thấy có đóng dấu thông quan màu đỏ lên tờ khai, ở lúc thì thấy đóng dấu hàng đã qua kiểm giám sát, có khi thì giống một dấu, có khi thì cũng không có dấu nào cả. Thì tôi muốn hỏi là quy định thì như thế nào, là có đóng dấu hay không, tại vì khi mà bổ sung chứng từ cho ngân hàng á, thì ngân hàng yêu cầu là tờ khai phải có dấu của hải quan. Theo ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này cũng đã nhận được một số phản hồi tương tự. Tuy nhiên, ông cho rằng yêu cầu của ngân hàng là sai và các doanh nghiệp hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu này. Hiện nay thì yêu cầu ví dụ ngân hàng hay là các cái bộ ngành khác yêu cầu doanh nghiệp và cơ quan hải quan phải xác nhận trên tờ khai là nó không đúng, và họ có quyền nếu về thủ tục hành chính yêu cầu cơ quan hải quan trả lời một vấn đề nào đó thì cơ quan hải quan sẵn sàng. Còn nếu vấn đề là muốn nắm bắt về thông tin đối với một cái doanh nghiệp, một tờ khai thì họ có thể thông qua cửa hải quan cổng thông tin điện tử quốc gia có thể khai thác từ cái dữ liệu trên cái thông tin này, và doanh nghiệp có thể từ chối cái việc đó, hoặc họ có thể doanh nghiệp cũng có thể tự in tờ khai của mình ra để mà có thể là trong cái giao dịch với lại các cái đối tác đất cơ quan trong cái phạm vi của họ. Cũng theo ông Thắng, việc thực hiện hải quan điện tử trên nền tảng VinaVisit đã mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như giúp tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục, tinh giảm hồ sơ giấy tờ. Theo đó, với hệ thống mới, việc thông quan với các lô hàng luồng xanh chỉ mất 3 giây, các lô luồng vàng mất 30 phút cho việc kiểm tra hồ sơ, còn các lô luồng đỏ chỉ chiếm khoảng 8% tổng số hàng thông quan. Sắp tới, tất cả các bộ phận từ cơ quan hải quan, cơ quan kiểm tra chuyên ngành đến cơ quan kinh doanh về cảng sẽ được tập trung một mối ở cửa khẩu để rút ngắn tối đa thời gian thông quan cho doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan cho biết từ năm 2016, ngành hải quan sẽ tăng cường áp dụng phương thức quản lý rủi ro dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Trong đó, những doanh nghiệp vi phạm quy định liên quan đến thuế sẽ không được ưu tiên thông quan. Theo Tổng cục Hải quan, từ năm 2016, dựa trên mức độ tuân thủ quy định của doanh nghiệp, cơ quan hải quan sẽ lựa chọn biện pháp quản lý phù hợp và đánh giá việc áp dụng quản lý rủi ro. Ngoài việc đáp ứng tiêu chí tuân thủ ngành hải quan, doanh nghiệp muốn được hưởng ưu tiên cũng phải tuân thủ chấp hành quy định pháp luật liên quan đến nghĩa vụ đóng thuế. Những doanh nghiệp vi phạm quy định liên quan đến thuế thì sẽ không được xếp vào danh mục ưu tiên thông quan. Hiện cả nước mới chỉ có 48 doanh nghiệp được xếp vào diện doanh nghiệp ưu tiên, chủ yếu là doanh nghiệp FDI. Thưa quý vị, từ năm 2016, thông tin các doanh nghiệp nợ thuế tại cơ quan hải quan sẽ bị nêu tên thường xuyên hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là thông tin do Phòng thuế xuất khẩu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trước tình trạng các doanh nghiệp ì ạch không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong thời gian qua. Ngoài việc nêu tên các doanh nghiệp nợ thuế thường xuyên hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan hải quan cũng sẽ chuyển thông tin này đến các ngân hàng, cơ quan quản lý doanh nghiệp, công an. Thống kê của Phòng thuế xuất khẩu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, trong nửa đầu tháng 12 này, phòng đã công bố thông tin của 86 doanh nghiệp nợ thuế lên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng số tiền nợ của các doanh nghiệp này lên đến 124 tỷ đồng, trong đó công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ cảng Sài Gòn là doanh nghiệp có số nợ nhiều nhất với hơn 33 tỷ đồng. Thưa quý vị, dù có hàng loạt các chính sách hỗ trợ đầu tư cho công nghệ, cho nông nghiệp, nhưng đa số doanh nghiệp cho rằng các chính sách này chưa đến được với họ. Do những bất cập trong quá trình triển khai, hạn chế này khiến cho hàm lượng công nghệ trong các sản phẩm nông sản chế biến của Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn Global Gap tại Đà Lạt, công ty Đà Lạt Gap cho biết hiện công ty đang có nhu cầu mở rộng sản xuất rau thủy canh. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cho một hecta rau thủy canh ban đầu khá lớn, là từ 5 đến 7 tỷ đồng. Mang dự án trên trình ra ngân hàng để xin vay đầu tư, công ty gặp không ít khó khăn trong tiếp cận vốn. Dù nhà nước có chính sách tạo điều kiện tiếp cận tín dụng cũng như ưu đãi lãi vay cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ trong nông nghiệp. Cái bài toán kinh doanh rất là thuận lợi và có cái lợi nhuận rất rõ ràng, có khả rất rõ ràng. Nhưng khi ra ngân hàng vay,
thì ngân hàng là đòi chỉnh đúng sách, ví dụ chỉ gọi là nhà kính, không phải là trang trại, không phải nhà xưởng, không vay được. Trong đó chúng tôi đầu tư một hệ thách ta như cảnh vậy có thể là 2 tỷ 2, cộng thêm cái hệ thống tưới, tất cả mọi thứ thì có 2-3 tỷ một hecta. Nhưng khi đi vay thì cái đó cũng dùng thể sẽ chấp được. Và đất đai thì ngân hàng định giá rất là thấp, có thể thấp bằng 1/10 hoặc 1/20 của thực tế thôi. Đà Lạt Gáp cũng cho biết dù nhà nước có chính sách miễn thuế nhập khẩu máy móc cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nhưng doanh nghiệp vẫn phải đóng thuế. Chúng tôi là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi nhập một cái hệ thống thủy canh từ Thái Lan về, thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi được miễn thuế 100%. Nhưng mà khi ra hải quan thì vẫn có thể nhập khẩu vì hải quan nói thu lầm, còn hơn là phải để sót. Thì chúng tôi thấy rất là bất tiện về chính sách. Về chính sách tiếp cận đất đai, một số doanh nghiệp cũng phản ánh còn tồn tại nhiều bất cập, khiến cho doanh nghiệp muốn mở rộng đầu tư cho khoa học nông nghiệp cũng không thể thực hiện. Chính sách đất đai để cho 4 nhà đầu tư, nhưng mà nếu nhà nông dân mà gom đất vào cho doanh nghiệp thì cái đất đó thuộc về doanh nghiệp. Bởi vì cái đất đó của doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới xin dựng xếp xây dựng cơ bản được. Chứ bây giờ nó có nông dân làm sao xin giấy phép, cho nên phải thuộc về doanh nghiệp. Thì thuộc về doanh nghiệp thì nông dân phải đóng tiền. Thứ nhất là bán ruộng phải đóng tiền, thứ hai là phải đóng tiền trước bà. Và nếu tôi trả tiền lại cho nông dân hai cái tiền đó, tôi đăng ký vào tôi phải chịu thuế trước bà nữa. Và tôi phải chịu là thuế thu nhập mà để bán đất nữa. Tại hội thảo bàn về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và chuyển giao công nghệ do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì diễn ra mới đây, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nhận định chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này không thiếu. Cụ thể đã có 7 luật, 17 nghị định của Chính phủ và 14 quyết định của Thủ tướng cùng nhiều thông tư liên tịch khác quy định về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nông lâm thủy sản trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. Trong đó có các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ đất đai, cơ sở hạ tầng, ưu đãi thuế, phí, hỗ trợ đào tạo nhân lực, v.v. Nhưng theo khảo sát đánh giá của Viện, số doanh nghiệp có thể tiếp cận các chính sách này rất hạn chế. Cụ thể, trong 20 doanh nghiệp mà Viện khảo sát, chỉ có 3% doanh nghiệp tiếp cận được tín dụng mua máy móc thiết bị, 0,5% doanh nghiệp được chuyển giao công nghệ của nước ngoài, 9% được hỗ trợ đào tạo cán bộ, 1% được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Hạn chế này dẫn đến hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm nông sản chế biến của Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan hay là Philippines. Theo các doanh nghiệp, bất cập trong triển khai các chính sách là nguyên nhân chính khiến các hỗ trợ của chính sách không đến được với doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp thì có chính sách rất là ưu đãi, nhưng khi qua Bộ Tài chính hoặc là Hải quan thì cái chính sách đó là không tới doanh nghiệp được. Và muốn làm được chính sách đó là phải chạy một vòng và thôi chấp nhận nộp thuế còn hơn là chạy. Bộ Nông nghiệp cũng rất là chia sẻ với các doanh nghiệp về các những cái khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên thì đối với rất nhiều các lĩnh vực như thuế, như đất, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, rồi lãi suất, rồi tín dụng, thì tất cả những cái này nó đều nằm ở trong các cái văn bản mà các bộ ngành khác là đơn vị chủ trì. Về phía Bộ Nông nghiệp thì luôn luôn đứng bên cạnh doanh nghiệp, để kể cả bất cứ những cái việc gì mà doanh nghiệp kiến nghị khó khăn thì Bộ Nông nghiệp sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành để có những kiến nghị. Đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cho biết, đối với đầu tư công nghệ trong nông nghiệp hiện nay, Bộ đang muốn kêu gọi theo hướng khuyến khích doanh nghiệp tự đầu tư, chứ không phải chờ ưu đãi của chính phủ. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xu thế của quốc tế là xã hội hóa, và cái nguồn lực khoa học công nghệ, chúng ta thấy là cái tỷ trọng dựa vào nguồn ngân sách là của Việt Nam là rất là lớn, trong khi đó cái tỷ trọng đầu tư ngoài ngân sách cho khoa học công nghệ thì còn rất là eo hẹp. Thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rất muốn đưa ra những cái đề xuất và tham khảo ý kiến các doanh nghiệp để làm sao mà có những cái chính sách mà nguồn ngân sách của nhà nước hoặc các cơ chế chính sách nó như là một cái kinh phí hạt nhân, kinh phí mồi để doanh nghiệp đối ứng cùng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng nhà nước chỉ cần triển khai tốt các chính sách hiện tại đã đủ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp chủ động đầu tư khoa học và nông nghiệp. Việc có thêm chính sách mới trong bối cảnh các chính sách cũ chưa được thực thi hiệu quả cũng không giúp cải thiện tình hình. Tại thị trường chứng khoán, thưa quý vị, đà tăng điểm tiếp tục duy trì trên hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 12. Các cổ phiếu chủ chốt vẫn là lực đỡ chính cho thị trường, tuy nhiên hoạt động giao dịch lại chưa có sự cải thiện. Khởi động phiên giao dịch, chỉ số VN Index bật tăng tích cực và dễ dàng vượt mốc 570 điểm.
lực đẩy từng một loạt các cổ phiếu trụ cột như ngân hàng và dầu khí đã giúp cho thị trường diễn biến khởi sắc. Tiếp sau đó là những mã vốn hóa lớn khác như Vinamilk, BVH của Bảo Việt tăng tốc mạnh đã giúp cho chỉ số tiến sát lên 575 điểm. Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục duy trì xu thế tăng vững chắc. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, đà tăng này bị đuối dần khi một số cổ phiếu trụ cột như dầu khí, ngân hàng Vincom, Bảo Việt thu hẹp biên độ tăng. Mặc dù sắc xanh chiếm ưu thế trên toàn sàn, nhưng hoạt động giao dịch vẫn chưa có sự bứt phá. Trong khi đó, thỏa thuận tiếp tục gây chú ý trong phiên mà dẫn đầu là VCF của Vinacafé Biên Hòa với hơn 3,7 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Khép phiên, VN-Index tăng 0,8% lên mốc 572,55 điểm, thanh khoản đạt trên 2.500 tỷ đồng, tương đương hơn 110 triệu đơn vị. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cũng tăng điểm suốt phiên giao dịch. Các mã chủ chốt tăng giá là lực đẩy chính cho thị trường, thanh khoản trên sàn có phần nhích nhẹ so với phiên liền trước. Chốt phiên HNX Index tăng 0,3%, đạt 79,16 điểm, khối lượng giao dịch trên 50 triệu đơn vị ứng với hơn 570 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong nước. Ở phần tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị cập nhật những tin tức nổi bật ở khu vực châu Á. Thêm 5 mô hình nông nghiệp được Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc bổ sung vào hệ thống di sản nông nghiệp toàn cầu. Tại thành phố Sydney của Úc, các ông già Noel lập kỷ lục thế giới về lướt sóng.